Xin chào, tôi là Daria và các bạn đang xem bản tin vắn video. Trong đây chúng tôi sẽ chia sẻ về những điều thú vị và quan trọng đã diễn ra tại dự án Uniski và công ty Skyward Community trong những tuần qua. Trong bản tin này, phái đoàn hoàng gia từ Lesotho đã tới thăm trung tâm OST tại Zanja. Các phóng viên của Clea Technica đã so sánh vận tải đường dây với các loại xe điện hiện đại. Tại UAE đã thử nghiệm thành công lớp cách điện dây cho các tuyến đường trong tương lai. Các kỹ sư của UST đã phát triển hệ thống mở cửa trong vận tải đường dây. Còn bây giờ là chi tiết hơn về các sự kiện ấy. Chúng ta cùng bắt đầu với một trong những tin tức chính của các tuần qua. Trung tâm UST tại Zanja đã đón chuyến thăm của đoàn đại biểu Hoàng gia Lesotho. Đoàn gồm Ngài Quốc vương Lesiiii cùng Hoàng hậu Masenet Muhato Siso, cũng như các thành viên chính phủ Hoàng gia Lesotho. Tại trung tâm UST, đoàn đại biểu Hoàng gia đã được xem thuyết trình vận tải đường dây, trong đó tập hợp các hình ảnh trình diễn những ưu thế công nghệ chính của dự án. Trong đó là tính an toàn cho tự nhiên và giá thành xây dựng thấp so với đường sắt hay đường nhựa. Để trực tiếp đánh giá về sự an toàn của công nghệ, Quốc vương và Hoàng hậu đã trực tiếp đi thử trên Unica nhiệt đới vừa mới được chứng nhận tại UAE. Các đại biểu cũng đã tới thăm trung tâm điều phối, nơi diễn ra hoạt động điều hành vận tải. Nhưng điều quan trọng nhất, các đại biểu và đại diện của trung tâm UST đã thảo luận về khả năng ứng dụng vận tải đường dây tại Lesotho. Để kết nối thủ đô Maseru với thành phố Durban nằm ở phía đông của Nam Phi. Thêm một tin tức nữa tới từ tạp chí Clean Technica. Trên trang web của tạp chí đã đăng bài về việc tại sao vận tải của công ty Uniski String Technologies hiệu quả hơn so với xe điện hiện nay. Các phóng viên tạp chí ghi nhận rằng loại hình vận tải hiện nay còn chưa giải quyết được các vấn đề vận tải như tắc đường, gia tăng tai nạn hay hao phí năng lượng lớn. Tuy nhiên, công nghệ Uniski String Technologies sẽ giảm đáp ứng được những thách thức ấy. Ví dụ, sự tiêu thụ năng lượng của vận tải đường dây thấp hơn gấp 2-3 lần so với các hệ thống vận tải hiện có, vì chúng sử dụng bánh thép. Cấu trúc đường Uniski String Technologies đặt trên cao và không giao cắt với các loại đường khác, cho phép đảm bảo mức độ an toàn cao và giảm tải giao thông. Ngoài ra, vận tải đường dây được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, cho phép loại trừ yếu tố con người và phản ứng tức thì trước các thay đổi nhỏ nhất khi di chuyển. Đây chỉ là một phần nhỏ trong các ưu thế của Uniski String Technologies. Xin hãy đọc thêm theo link trong phần mô tả. Trong phần kết, chúng tôi muốn được nhắc rằng sự phát triển thành công của vận tải đường dây gắn trực tiếp với sự cải thiện liên tục về công nghệ. Hai tin tức tiếp theo sẽ nói về điều này. Tại Dubai đã thử nghiệm thành công lớp cách điện cho dây bằng sợi thủy tinh và sẽ được sử dụng cho các tuyến đường trong tương lai. Qua kiểm tra đã chứng minh rằng các mẫu này đáp ứng được mọi yêu cầu đề ra. Không kém phần quan trọng là sự kiện diễn ra tại Belarus. Các chuyên gia của Uniski String Technologies đã phát triển hệ thống mở cửa mới. Sản phẩm dự kiến sẽ được dùng trên mẫu phương tiện Unibus tương lai. Chi tiết hơn về các thành tựu này, xin hãy đọc trong phần mô tả. Trên đây là mọi tin tức tới nay. Hãy đăng ký lên kênh YouTube SVKFC và bật nhận thông báo để không bỏ lỡ các bản tin vắn video tiếp theo. Xin hẹn gặp lại!